Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm món cơm chiên hạt sen nha. Nếu nhà mình đang có sẵn cơm nguội và một ít hạt sen thì mình có thể làm được món cơm chiên hạt sen rất là ngon đó các bạn. Để chuẩn bị cho món cơm chiên hạt sen này thì mình sẽ cần có cơm nguội. Ở đây mình dùng khoảng hơn một chén cơm, một ít hạt sen khô hoặc là hạt sen tươi, đậu đũa hoặc là đậu que hoặc là ớt chuông, tùy theo ở nhà mình đang có rau củ gì mình dùng cái đó, một ít hạt nêm và dầu ăn. Để cho món cơm chiên được ngon á thì mình sẽ dùng cái loại cơm mà được nấu từ cái gạo nở xốp một xíu. Và nếu như mà cơm mình vừa nấu xong còn nóng á, thì mình sẽ để nguội để cho hạt cơm được tơi xốp. Và nếu như mà cơm mình để trong tủ lạnh á, thì hạt cơm nó sẽ rất là lý tưởng để mình làm được món cơm chiên đó. Bởi vì cơm để trong tủ lạnh thì nó se lại và nó rất là khô ráo, dùng để chiên cơm. Còn đối với hạt sen á, thì mình có thể dùng loại tươi hoặc là khô. Ở đây thì mình đang có hạt sen khô. Trước tiên mình sẽ cần ngâm hạt sen khô ở trong nước khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ để cho hạt sen nở mềm ra. Và sau khi mình ngâm xong thì mình sẽ thấy hạt sen nở ra rất là nhiều so với ban đầu. Khi ngâm hạt sen xong thì mình sẽ đem luộc hạt sen cho chín, nhớ là cho vào nồi một ít muối để cho hạt sen mau chín hơn. Thì khoảng 10 phút thì hạt sen sẽ chín và mình sẽ vớt hạt sen ra để cho ráo nước. Muốn biết hạt sen đã chín hay chưa thì mình sẽ ăn thử một hạt. Nếu mà hạt sen đã mềm thì mình biết là chín rồi đó các bạn. Còn đối với đậu đũa hoặc là các loại rau củ khác thì mình sẽ rửa sạch và sau đó mình cắt hạt lựu. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị xong cơm, đậu đũa và hạt sen đã luộc rồi thì mình sẽ bắt đầu đem chiên cơm. Ở đây mình đã dùng một chén cơm đầy và 35g hạt sen khô. Khi mà dùng hạt tươi thì nó khoảng 100g và đậu đũa khoảng 150g. Trước tiên mình sẽ cho vào trên chảo khoảng 2 muỗng súp dầu ăn. Kế đến là mình sẽ cho đậu đũa vào để mình xào trước. Bây giờ thì mình vẫn chưa mở bếp nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ nêm vào ở trong đậu đũa khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm. Mình đảo đều để cho đậu đũa thấm gia vị. Và bây giờ thì mình sẽ mở bếp lên để mình xào nhanh đậu đũa. Và bởi vì đậu đũa đã được cắt hạt lựu cho nên là nó rất là mau chín. Mình xào nhanh ở trên bếp với lửa lớn khoảng 2 phút thì mình sẽ thấy đậu đũa đã chín mềm rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho cơm nguội vào. Mình nêm vào ở trong đây thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm nữa. Sở dĩ mình không có dùng nước tương hoặc là nước mắm vào trong cái món cơm chiên này là bởi vì nước mắm hoặc nước tương sẽ làm cho cơm có cái màu đen không có được đẹp mắt. Tiếp theo thì mình sẽ cho hạt sen vào và mình trộn đều lên. Bây giờ mình giảm nhiệt độ bếp ở lửa trung bình thôi các bạn và mình sẽ tiếp tục trộn đều để cho hạt sen và cơm với đậu đũa nó được trộn đều vào với nhau cũng như là thấm đều hết các gia vị. Và sau khoảng chừng 2 phút thì cơm chiên đã
ráo. Mình dàn cơm đều ở trên mặt chảo để cho cơm thật là ráo và mình tắt bếp được rồi đó các bạn. Cơm chiên vừa mới chiên xong còn đang rất là nóng, mình sẽ dọn luôn ra đĩa. Cơm rất là thơm, mùi thơm của hạt sen và của trái đậu đũa xào. Thì ở trong món cơm chiên này mình không có dùng thêm củ hành hoặc là hành lá, là bởi vì những cái mùi vị của hành thì những cái món khác mình đã làm và quen rồi. Hôm nay mình chỉ muốn nghe được cái mùi thơm nguyên của hạt sen mà thôi, cho nên mình không dùng thêm những cái gia vị khác. Nếu mà bạn cảm thấy thích video clip này thì hãy like và để lại comment cho mình biết nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình tiếp tục làm thêm những cái clip chia sẻ về món ăn đơn giản nữa nha. Cảm ơn tất cả các bạn.